công ty này của ai? Bữa nay nói chuyện nhanh lên đi. Nhanh lên. Nè, mấy anh uống gì vậy? Cho dừa. Bữa giờ sao mày? À, nói chung á thì bữa giờ em chạy qua, em chạy lại, em thấy người ra kẻ vào ở công ty này rất là tấp nập đại ca. Nói chung là làm ăn cũng khấm khá đó nha. Nếu như làm ăn khấm khá thì tụi em phải biết điều với anh đi. Biết điều là sao? Biết điều là tụi anh tới đây thu. Mấy anh thu lộn chỗ rồi đó. Công ty tụi tôi mới mở, làm ăn không có được, chưa có tiền đâu. Mấy anh về cho. Anh nói cho tụi em nghe, nếu tụi em muốn làm ăn yên ổn ở đây thì tụi em phải đóng tiền cho anh, thì tụi em mới được làm ăn yên ổn trên mảnh đất này là của anh. Đúng. Đất của anh. Chứ của ai? Chắc anh nghĩ tụi em là nhân viên không đủ tư cách nói chuyện cho anh không? Vô kêu bà chủ của anh nói chuyện cho anh đi. Dạ, tụi em là chủ đây nè anh ơi. Chủ? Nếu tụi em là chủ còn phải biết điều hơn anh nữa. Đóng tiền cho tụi anh nhanh. Thôi thôi, anh bớt nóng đi, anh đừng có nói nữa. Không mấy em mời mấy anh vô nhà uống nước rồi nói chuyện cho lịch sự ha. Cũng được. Không được đại ca. Lỡ như vô trọng, tụi nó gài anh em tụi mình sao? Quay phim lại làm bằng chứng. Rồi còn nhiều khi bỏ thuốc mê vô ly nước cho anh em tụi mình uống. Chết nha, chết chết chắc á. Mày đừng có sợ không? Mày làm giang hồ mà mày sợ người ta bỏ thuốc mê. Bỏ thuốc mê mày làm gì? Ai biết được. Dạ, nếu mà mấy anh không muốn vô nói chuyện với tụi em thì chắc để mời người khác nói chuyện với tụi anh. Ai? Ở đây ai đủ tư cách nói chuyện với anh? Đúng rồi. Ai? Là tôi. Là tôi. Ủa anh Thái? Trời, anh Thái khỏe anh Thái hả? Anh Thái tới, anh Thái tới đại ca. Anh Thái khỏe anh Thái. Mời hai anh về phường làm việc. Gì về phường anh? Tụi em thấy công ty mới khai trương tới chúc mừng khai trương thôi mà, gì đâu về phường anh. Đúng rồi, tụi em chúc mừng nè, chúc mừng em. Tất cả những hành động của hai anh nãy giờ chúng tôi đã có bằng chứng. Bằng chứng gì anh? Nãy giờ tụi em đứng ngoài đây không á, chưa có bước vô nhà luôn á. Đúng đứng rồi nói chuyện không à? Bằng chứng đây. Dạ. Vậy em đâu biết gì đâu. Mời chị này đã ghi hình tất cả những hành động của hai anh. Mời chị về phường làm nhân chứng. Mời hai anh. Mời ra đó anh ơi. Mời hai anh. Tôi đâu biết gì đâu. Bà gọi công an hồi nào? Sao không báo tôi vậy? Bữa giờ mở công ty là tôi đã lường trước mấy vụ này rồi. Mà không ngờ nó tới nhanh vậy luôn á. Bà cũng tài năng quá ha. Bạn bà mà. Vô. Hay quá ha. Đúng là ổn xin tài năng. Tài năng quá. Thì xử lý giùm tôi cái. Anh tới thuê ổn xin hả? Mà xin lỗi anh nha, công ty này không có phục vụ anh. Chắc tôi cần cô phục vụ à. Trả tiền cho tôi, nhanh. Tiền là anh tự chuyển mà. Tại cô tống tiền thôi. Anh cần oxin hả? Em phục vụ cho anh nha. Trời ơi, mặt cô bệnh hơn cô này luôn á. Nhìn là thấy tôi sợ sợ rồi. Nghĩ sao phục vụ tôi vậy? Không không, không cần không cần. Quan trọng là trả tiền nhanh. Nè, đứng đây quậy quậy, hồi tôi báo công an bắt anh bây giờ đó. Đừng báo công an nha. Đừng báo công an. Công an tới không làm gì được tôi đâu. Thiệt. Tôi nè, nhìn đi. Đường đường là một giám đốc đàng hoàng. Không phải ăn cướp, không quậy phá, không tống tiền ai. Tới bắt tôi tội gì? Tôi năn nỉ luôn á, báo công an giùm tôi đi. Giờ sao? Kệ ông đi. Đứng đây mình quê cũng tự đi về. Vô. Chắc thằng này biết quê. Em xin việc hả? Qua đây kêu. Nghe nói công ty Oxin Quốc Dân này ăn chặn tiền của nhân viên mình dữ lắm à. Ê, anh nói gì đó? Tôi kiện anh tội bôi nhọ danh dự công ty của tôi bây giờ á. Tôi có nói gì đâu. Tôi chỉ nói là tôi nghe nói thôi à, chứ đâu phải là chính miệng tôi nói đâu. Mà công nhận ha, công ty này hai cô tuổi trẻ tài cao á. Công ty mới thành lập có nửa tháng mà coi đi, cơ ngơ đồ sộ, tiền bạc thì xài phủ phê. Trong khi đó, nhân viên Oxin của mình chẳng có gì hết. Ai cũng sợ hết á, bóc lột sức lao động của người ta quá mà. Thôi đi, tôi nhịn hết nổi rồi đó. Tôi có nói gì đâu. Tôi nói những điều mà có thật thôi chứ bộ. Chị ơi, em xin lỗi chị nhiều nha. Không biết bữa khác chị tới phỏng vấn được không? Tại vì bữa nay công ty của em có mấy đứa bất bình thường nó tới nó phá đó chị. Dạ,
À, em vô lộn công ty. À, em đi nộp hồ sơ công ty khác. Chị, chị ơi. Quyết định sáng suốt đó cô gái à. Nè, anh muốn chơi tôi phải không? Tôi có chơi cô gì đâu. Hả? Tôi chỉ nói là những gì tôi nghe người ta nói, chứ không phải là chính miệng tôi nói. Ờ, miệng của anh. Anh muốn nói gì anh nói. Ê, 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 đi đâu vậy? Sợ hả? Sợ hả? Trai. Mạnh tay với cô gái. Đau nha. Công ty tụi em mới mở. Anh vô anh làm gì kỳ vậy? Ok, tôi biết công ty này mới mở. Tôi tới giao lưu được không? Ngồi chơi. Với là mục đích tôi tới đây á, tôi đòi là công bằng cho mình. Trả tiền cho tôi đi về. Còn ấy thôi, tôi ăn dầm nằm về ở đây. Đó, thử coi công ty Ô Xin Quốc Dân làm được gì. Tôi thách mấy người làm gì tôi đó. Thách hả? Thách hả? Thách hả? Thách hả?